Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chuyên mục chuyển đổi số của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Như thường lệ là phần tổng hợp những hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực chuyển đổi số vừa diễn ra. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Sau 2 năm thực hiện đề án 06, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện được tiến hành quyết liệt, thường xuyên, liên tục, bài bản, với quyết tâm chính trị cao từ cấp trung ương đến địa phương. Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách được triển khai tích cực, hiệu quả. Dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đẩy mạnh, đem lại hiệu quả thiết thực, kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu của các bộ ngành địa phương được thực hiện. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ khẳng định sau 2 năm thực hiện đề án 06 đã mang lại những kết quả rất cụ thể thiết thực trong công tác quản lý, điều hành của các cấp, các ngành, các địa phương và hoạt động kinh tế xã hội của người dân, doanh nghiệp. Qua đó đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy quản trị quốc gia bằng kỹ thuật số, quản trị thông minh, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Sau khi nêu 5 bài học kinh nghiệm sau 2 năm thực hiện đề án 06, nhất trí với các đề xuất về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 của Tổ công tác đề án 06, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch, ủy ban nhân dân các cấp phải quyết tâm cao hơn nữa, xác định quyết tâm chỉ đạo quyết liệt trong triển khai đề án 06, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành địa phương. Thủ tướng nhấn mạnh, yếu tố quyết định thành công của đề án 06 là phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong thực hiện đề án này. Các bộ ngành địa phương cần nỗ lực quyết tâm, triển khai có hiệu quả để người dân và doanh nghiệp thấy được sự tiện ích, tiết kiệm, hiệu quả, từ đó đồng tình ủng hộ, hưởng ứng tham gia thực hiện hiệu quả. Thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, lực lượng chức năng của thành phố Thái Nguyên đã phát hiện gần 1,2 triệu lượt phương tiện vi phạm về luật giao thông đường bộ, trong đó vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông là trên 933.000 lượt, không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo vạch kẻ đường gần 225.000 lượt, dừng phương tiện trái quy định hơn 24.600 lượt, đi ngược chiều trên đường có biển cấm và đi không đúng làn đường phần đường là hơn 4.500 lượt. Đối với các trường hợp vi phạm, Công an thành phố Thái Nguyên đã gửi thông báo vi phạm cho 400 trường hợp, chủ yếu là với các lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, không đi đúng phần đường, làn đường. Qua đó, lực lượng chức năng đã xử lý 10 trường hợp với tổng số tiền 50 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 10 trường hợp. Thưa quý vị, tiếp nối thành công của ngày hội livestream quảng bá xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp trên nền tảng số, Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên đã tổ chức ngày hội livestream xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP trên nền tảng số. Tại phiên chợ OCOP, các TikToker livestream trong và ngoài tỉnh như Mai Tây Bắc, Toàn Tít, Kiều Trinh Trà đã đồng hành hỗ trợ các hợp tác xã livestream quảng bá tiêu thụ các sản phẩm OCOP trên nền tảng TikTok. Nhiều sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Thái Nguyên như trà, miến, cơm cháy, măng khô, nấm đã được quảng bá giới thiệu tới người tiêu dùng trên cả nước. Em đã tham gia vào trực tiếp vào cái phiên livestream là giới thiệu nông sản, những cái mặt hàng đạt OCOP của tỉnh Thái Nguyên và những cái mặt hàng đạt OCOP rất là cao như những sản phẩm trà, miến 5 sao, những sản phẩm 3-4 sao. Kết thúc phiên livestream đã thu hút trên 4 triệu lượt người theo dõi, tiếp cận. Qua đó đã có 1.000 đơn hàng được chốt với doanh thu 195 triệu đồng. Chương trình đã mở ra cơ hội giúp các chủ thể có sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm dịch vụ du lịch nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thành lập kênh TikTok riêng, sản xuất nội dung và thực hiện livestream để đưa sản phẩm đến với khách hàng thông qua nền tảng mạng xã hội TikTok, góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng cho các sản phẩm đến với người tiêu dùng. Các hợp tác xã học hỏi được rất nhiều khi mà các TikToker cũng như là cái chương trình mang lại nâng cao năng lực cho chính những thành viên trong hợp tác xã về làm thế nào để bán hàng trên mạng, làm thế nào để có thể đưa cái sản phẩm đến với người tiêu dùng trên khắp mọi miền trên đất nước.
Hiện toàn tỉnh có 173 sản phẩm được xếp hạng OCOP từ 3 đến 5 sao, trong đó có 91 sản phẩm đạt 3 sao, 80 sản phẩm đạt 4 sao và 2 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia. Đây là những nội dung mà hỗ trợ có thể là mang tính tập huấn, đào tạo, định hướng cho các cái chủ thể. Và mà làm thế nào để có một cái phiên chợ live stream các sản phẩm trên sàn giao dịch điện tử. Thế thì hỗ trợ cho họ để cách xây dựng kế hoạch, xây dựng các cái kịch bản cho cái chương trình một cái phiên chợ live stream các sản phẩm. Thế và cái kỹ năng này đây mới là hết sức cần thiết đối với các chủ thể. Vì dù sao thì cái việc mà bán hàng trên các sàn giao dịch điện tử đối với các chủ thể thì vẫn là một cái gì đó đang vẫn là bước đầu. Thông qua chương trình đã góp phần quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và du lịch tỉnh Thái Nguyên, từ đó nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới. Nằm trong khuôn khổ dự án thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, hoạt động hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số đã đem lại những hiệu quả tích cực. Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Định Hóa đã tích cực triển khai hỗ trợ mô hình tổ nhóm sinh kế ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất và kết nối thị trường, giúp các tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ ứng dụng khoa học công nghệ để quảng bá, phát triển sản phẩm, cải thiện sản xuất và kết nối thị trường tiêu thụ hàng hóa, từ đó góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cho chị em phụ nữ trên địa bàn. Tổ hợp tác sản xuất mì gạo xóm Nà To, xã Định Biên được thành lập từ đầu năm 2023, có 5 thành viên tham gia. Với sản phẩm chủ lực là mì gạo và bún khô được làm từ gạo bao thai nguyên chất. Nếu như trước đây các sản phẩm này chủ yếu tiêu thụ ở các chợ truyền thống ở địa phương, không bao bì, nhãn mác sản phẩm, thì nay khi tham gia mô hình, không chỉ tư duy sản xuất thay đổi mà các thành viên trong tổ hợp tác đã từng bước nâng tầm cho sản phẩm mì gạo của mình. Trước đây thì tôi chỉ sản xuất ra để bán lẻ, thế là chưa có thương hiệu thì cũng chưa được nhiều người biết đến. Qua những cái buổi tập huấn ý, bây giờ chúng tôi được hỗ trợ nhãn mác bao bì, được hướng dẫn đẩy các sản phẩm lên làm thương mại thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều đơn đặt hàng. Cùng với mô hình sản xuất và kinh doanh mì gạo của xóm Nà To, 7 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện lựa chọn để hỗ trợ ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất và kết nối thị trường. Tham gia mô hình, các tổ hợp tác này đã được hỗ trợ xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, đăng ký sở hữu trí tuệ, mã số, mã vạch, in tem nhãn, đồng thời được tập huấn về quản lý chất lượng, hướng dẫn đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử để kết nối thị trường, tiêu thụ các sản phẩm. Từ đó giúp các chị em ứng dụng công nghệ 4.0 trong việc bán hàng online, vận chuyển hàng hóa và thanh toán điện tử. Từ khi mà được hỗ trợ bao bì sản phẩm thì sản phẩm chúng tôi thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, thị trường ưa chuộng hơn, mọi người cũng biết đến hơn. Và trong thời gian tới thì cũng mong muốn là dự án tiếp tục mà thúc đẩy cho chúng tôi cái sản phẩm này đưa lên sàn thương mại điện tử để cho sản phẩm nếp cái hoa vàng của chúng tôi được vươn cao vươn xa nữa. Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã triển khai thực hiện hỗ trợ ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất và kết nối thị trường cho 8 tổ hợp tác xã với các mô hình như sản xuất và kinh doanh sản phẩm mít, mì gạo, gạo bao thai, gạo nếp cái hoa vàng, sản xuất chế biến và kinh doanh chè. Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đang hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục hỗ trợ các mô hình trong năm 2024. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Định Hóa tiếp tục chỉ đạo đối với các xã đảm bảo để duy trì phát triển đối với các mô hình, phối hợp với lại Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã cùng với đơn vị tư vấn tiếp tục khảo sát các xóm đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Định Hóa, những cái sản phẩm có những thế mạnh của địa phương để tiếp tục để thực hiện cái mô hình 4.0. Có thể nói đây là mô hình mới nên còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Tuy nhiên, với những hỗ trợ bước đầu đã cơ bản giúp hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện tiếp cận được công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm và tăng thu nhập. Qua đó từng bước nâng cao quyền năng kinh tế, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần thực hiện hiệu quả dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn. Đến đây, thời gian dành cho chuyên mục chuyển đổi số của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã hết. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình quý vị có thể gửi về địa chỉ truyền hình thái nguyên@gmail.com. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.